Thu Hà mến chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày làm việc thật hiệu quả và luôn luôn suy nghĩ tích cực. Quay trở lại với chủ đề về phòng the với Thu Hà ngày hôm nay. Đó là một cái câu hỏi là khá là nhiều các chị em thắc mắc, mà không những như thế đâu mà các anh cũng thắc mắc. Đó là phụ nữ thích dài hay là to? Ok, thực sự nếu như gặp tôi á thì tôi sẽ wow. Nếu mà tôi thấy một cái MQ nào nó như thế thì tôi sẽ wow thôi, đúng không ạ? Tại vì nó quá là tuyệt vời. Thực sự ta để mà hỏi là thích là cái dai hay dài á thì tôi nói thật với các anh rằng là tôi thích cả hai. Thôi đùa vậy thôi, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu và đi giải đáp cái thắc mắc rằng là phụ nữ là thích to hay là thích dài mọi người nhé. Ở Việt Nam á, nếu mà kích thước của MQ á nó lớn hơn mức trung bình tầm khoảng từ 11,2 cm là rất có thể sẽ chạm cái phần tử cung và gây cho bạn tình cảm thấy là khó chịu rồi. Ok, nhưng mà các anh chàng có kích thước ngoại cỡ thì mà lúc mà QH á thì những anh chàng mà có kích thước ngoại cỡ cái lúc mà thực hiện chiến đấu đó thì cái nên quan tâm tới cái cảm giác đưa đẩy vào bên trong của bạn gái, xem coi là như thế nào, có phù hợp hay không để cả hai có một cuộc yêu nó trọn vẹn và viên mãn các anh nhé. Ngoài cái việc tìm hiểu cái kích thước của em kêu ra có thể vào sâu ở bên trong khiến cho nàng lên đỉnh ngay một nốt nhạc thôi. Bên cạnh đó, kỹ năng và quan hệ về tờ giờ á cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng khiến cho cả hai cùng lên trên đỉnh. Và cũng cần có kỹ năng, dù là kích thước có nhỏ hay là có to hay là có dài đến mấy thì cái sự thăng hoa về cái mặt cảm xúc và hưng phấn của cả hai á sẽ khiến tình yêu trở nên nó say đắm và nồng nàn hơn rất là nhiều. Quan niệm về MQ nó càng to càng thích càng sướng, đó là sai lầm nha các anh. Nếu mà các anh á không biết cái cách kích thích phụ nữ lên đỉnh á sẽ là cái sự thất bại trong cái chuyện mà phòng the. Nam giới có thể vào bên sâu bên trong em hĩm được, chạm vào cái điểm G được, đã khiến cho nàng có thể là lên trên nóc nhà bắt con gà được. Thêm nữa, hãy đưa đôi bàn tay ma mị của các anh bắt đầu vào cái phần hai cái hồng đào đó, sau ở bên ngoài đi lượn lờ xung quanh em hĩm, sau rồi lên bề mặt tiêu tiêu. Nói tóm lại là cái việc này á, các chị em đã biết được cái câu trả lời là phụ nữ có thích to hay là thích dài được bao nhiêu, đúng không ạ? Nói chung là bọn tôi thích cả hai. Tuy nhiên, để có thể có những cái khoái cảm trong cái tình yêu á, hay là cần phải có cái kỹ năng tình dục và vai trò không nhỏ để giúp cả hai đạt được cái cực khoái. Anh chị em nên tìm hiểu kỹ và học thêm các kỹ năng về phòng the để trang bị cho mình một vốn kiến thức để có thể giúp hai người có thể là thăng hoa hơn, tuyệt vời hơn, đặc biệt là ở các anh nam giới ạ nhá. Không thể phủ nhận rằng cậu bé quá ngắn gây cản trở cho cái việc mà làm cái việc đó, đưa đẩy vào đó. Cậu bé ngắn thì không thực hiện được với những cái tư thế khó đó. Kiểu chưa đưa vào thì nó đã kiểu như thế, tôi nói tránh như thế các anh nhá. Thì yêu từ đằng sau thì làm sao mà nhét vào được. Cậu bé quá ngắn khó có thể là kích thích bạn tình đạt được cái cực khoái. Đó là một cái nhược điểm. Phụ nữ cho rằng cái kích thước của cậu nhỏ lý tưởng hoàn hảo nhất nó rơi tầm khoảng 7-7.25. Kích thước trung bình á thì nó sẽ rơi tầm khoảng từ 11-13 cm là ok, gọi là what cần câu rồi các chị em, gọi là oh 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 rồi. Cho nên là các anh á lưu ý một điều, chứ còn khủng quá thì các chị em cũng sợ, nhưng nó sẽ trung bình vào cái tầm đó. Còn cái tầm khoảng từ 15 trở lên á đến 17 á thì gọi là hiếm cực kỳ luôn. Tại vì làm sao ạ? Cái đó chỉ có là bố mẹ kiểu like thôi, thì kiểu như là ít lắm. Cái trường hợp đó nó cực kỳ hy hữu, cho nên là cái kích thước trung bình của người Việt Nam nó sẽ rơi tầm khoảng 11-13 cm là ok, đúng không ạ?
tóm lại nhá, vừa to vừa dài là phụ nữ thích. Đúng không ạ? Không phải là các chị em đâu mà tôi cũng thích, nói chung là như thế. Cho nên là người phụ nữ luôn luôn thích cái cậu nhỏ của các anh ấy đạt được, đặc biệt là to và dài, và sẽ gây ấn tượng cực kỳ của người phụ nữ ngay cái lúc đó luôn. Chỉ cần wow, thế là xong rồi. Và sự thật, hầu hết phụ nữ thích MQ nó lớn một xíu. Cái điều này hoàn toàn tự nhiên, tại vì làm sao ạ, nó lập trình sẵn cho ADN rồi. Cho nên là hầu hết các chị em sẽ không bao giờ nói thẳng với bạn với cái điều này đâu, tại vì họ không muốn làm tổn thương tới các anh. Tại vì lỡ may kích thước của các anh bé xíu xíu như thế này thì các chị em hơi bị vô duyên, đúng không ạ? 7 lý do tại sao chị em lại thích kích cỡ của cậu nhỏ nó lớn, khiến cho chị em thì cảm thấy nó đã, nó được kích thích. Và cái ngay lập tức khi nói đến cái việc mà kích thích về cái vấn đề tờ giờ á, phụ nữ ấn tượng bởi cái trực quan hơn, không gì có thể nóng bỏng hơn, không gì có thể nóng bỏng hơn với phụ nữ là khi họ nhìn thấy một chàng trai khỏa thân với một cái MQ nó gọi là ui trời ơi, nó lớn và nó to và nó dài, ui. Hết nước chấm. Một cuộc khảo sát đã được thực hiện và phát hiện ra rằng đa số các chị em phụ nữ lần đầu tiên gặp gỡ các quý ông thì nhìn ngoài cái khuôn mặt ra thì mắt họ sẽ đi tìm xem là nháy mắt xem là cái ấy của các anh có to không đấy nhá, chứ không phải đùa đâu. Cái phản ứng tự nhiên rất là khó bỏ, mặc cho những chị em có luôn có ý thức và luôn cố gắng là không để biểu lộ ra cái điều đó đâu. Hầu hết phụ nữ luôn thích gọi là thâm nhập sâu. Ok, đã có rất là nhiều những cái video trước mà Thu Hà đã chia sẻ, một người phụ nữ lại không thể cảm thấy bất cứ một điều gì khi cậu nhỏ xâm nhập vào bên trong cô bé, tại vì quá là ngắn trong cái em hĩm, chị em không cảm nhận được cái gì hết, đúng không ạ? Cho nên là rõ ràng là các chị em mong muốn là có một MQ nó khủng một xíu, nó ok một xíu, được chưa nào? Một số nguồn tin cho rằng thậm chí không có bất kỳ cái dây thần kinh cảm giác nào có thể xuất hiện khi cậu nhỏ xâm nhập vào cô bé. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu về tình dục học mới đây đã chứng minh cái điều này không đúng. Nhưng thực tế, một số cái MQ được thâm nhập vào trong em hĩm sẽ khiến cho chị em cảm thấy hấp dẫn mạnh mẽ hơn khi vào trong cuộc yêu. Cậu nhỏ lớn thì sẽ không bao giờ bị trượt ra ngoài, đó là một ưu điểm rồi, phải không ạ? Không gì có thể phá vỡ cái tâm trạng của các chị em trong cái cuộc vui. Các quý ông liên tục phải liên tục định vị lại vị trí của MQ khi mà mình cho xâm nhập vào bên trong đó, để nó không phải trượt ra ngoài. Nhiều ông mà bé quá ngắn ỡ bị ra ngoài đó. Đúng không ạ? Nhưng mà một MQ mà với kích cỡ dày rộng đủ dài thì nó sẽ không bị trượt ra ngoài, để cuộc yêu không bị gián đoạn và bị phá bĩnh. Cái điều này cho phép một người phụ nữ có thể lên đỉnh, đúng không nào? Cậu nhỏ dài có thể giúp kích hoạt cái cực khoái sâu hơn, mạnh mẽ hơn cho chị em. Nếu một người đàn ông với một cái MQ có thể giúp cái em hĩm vào bên sâu bên trong tử cung của một người phụ nữ, giúp cả hai đạt được cực khoái và sâu và mạnh nhanh. Nó gọi là ôi rồi đấy ạ. Nhiều người phụ nữ chưa bao giờ có cái niềm vui mãnh liệt này, bởi vì họ không sở hữu một người đàn ông với kích cỡ, với một cái MQ nó gọi là đủ lớn, đủ size để chị em có thể là thỏa mãn được. Cái vấn đề cậu nhỏ lớn giúp đạt được cái cơn cực khoái vào trong em hĩm sâu hơn. Nếu mà em hĩm trong quá trình xâm nhập nhịp nhàng, nó sẽ giúp là vuốt ve tất cả các cái bức tường bên cạnh của cái thành âm. Thu Hà chỉ nói vậy thôi. Trong mỗi cái bước di chuyển của người đàn ông á, nó như thế này này. Điều này giúp phụ nữ cảm thấy tuyệt vời nhất rồi, đúng không ạ? Ngoài ra, cái điều này cũng mang tới cái kinh nghiệm đáng kinh ngạc cho người đàn ông, vì các quý ông có thể cảm nhận được cái cảm giác kiểu ở trên đầu cậu em trai của mình á, toàn bộ bắt đầu là dao động trực với nhau. Nó giúp cho cả hai co bóp liên tục và đạt được cái cơn khoái cảm, nó gọi là dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái cường độ cực khoái nó sẽ nhiều hơn
nhiều hơn nữa đối với cậu nhỏ. Thực tế, không phải tất cả cực khoái nó đều giống nhau hoặc bằng nhau. Cái điều này đặc biệt đúng với phụ nữ. Ok, với đàn ông, tất cả cực khoái liên quan tới vấn đề xuất tinh. Vì vậy, một cậu nhỏ lớn với cường độ xuất mạnh mẽ, với cường độ xuất mạnh mẽ thì cái cảm giác thăng hoa được đẩy lên cao nhất. Đây thì các anh đã biết chính xác tại sao người phụ nữ bị ấn tượng bởi cậu nhỏ to rồi đúng không nào? Dưới đây Thu Hà sẽ bật mí tiếp theo dành cho các anh nam giới là cái ấy của phụ nữ dài bao nhiêu là đủ. Cái chiều sâu của thành âm á, của chị em phụ nữ Việt, trung bình chiều dài, chiều sâu của âm chấm chấm là 8cm. Cái lúc mà bị kích thích thì nó sẽ kiểu như là khả năng sâu hơn là 11cm mọi người nhá. Cái chiều rộng của em hím phụ nữ á, Thu Hà nói tránh vậy, cái độ rộng trung bình của âm chấm chấm và từng giai đoạn nó không giống nhau mọi người nhá. Phụ nữ lúc mà chưa QH thì thường nhỏ hơn 1,5cm. Khi mà sinh nở có khả năng giãn tới 10cm, cũng như thông thường là 2,3cm. Thì rõ ràng là mọi người đã thấy cái câu trả lời rồi phải không ạ? Nếu mà một em kêu nó quá bé, quá ngắn thì rõ ràng là làm gì nó không có vừa, nó không có hợp, đúng không nào? Người ta là dài tới 8cm tới 11cm, đúng không? Các anh mà có 7cm thôi, 8cm thôi thì làm sao người ta đã đời được? Được. Đó là lý do phụ nữ thích to, thích dài, thích dài. Video của Thu Hà tới đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu xem hết video của Thu Hà. Nếu như thấy hữu ích, đừng quên tặng cho Thu Hà một nút đăng ký kênh, cũng như nhấn vào biểu tượng quả chuông để mọi người nhận được thông báo mỗi lúc Thu Hà ra video mới. Đừng quên Thu Hà chuyên bán những dòng sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam và những cái dụng cụ hỗ trợ cho các anh các chị để cuộc yêu thăng hoa hơn. Hãy áp Zalo Thu Hà để được Thu Hà trực tiếp hỗ trợ tư vấn mọi người nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. And I'll...